Khen thiệt nha.
về xong đưa cái tên của bạn đó đó đây là lúc mà đường quay lại thì lần thì các bạn sẽ có những sự kiện như vậy như thế nào? Dạ, thật ra phải nói là cảm xúc rất là háo hức, rất là vui, và cũng giống như ngày hôm nay